Audio Jungle. Kính thưa các anh chị, chúng tôi đang ở nhà hộ của nhà dì Tám, một trong những hộ nghèo của xóm này. Dì Tám thì bệnh bao tử, chân nhức, đi lại rất là khó khăn. Các anh chị nhìn thấy ngôi nhà là hiểu rồi. Vậy là chúng tôi rất là mong sự giúp đỡ của các anh chị ngày càng nhiều hơn. Và đây con đại diện có một người em tên Thuần là có gửi các món quà cho dì, gồm muối, đường, bột ngọt, nuôi này kia và 50 ký gạo thì để bên kia, chút xíu nữa là nhờ mấy cháu gì đó khiêng về cho dì Tám. Và đây là một cái bao thơ, chỉ có 500 ngàn thôi, nhưng mà nói lên tấm lòng của một người ở xa xứ gửi về cho bà con dì Việt Nam mình. Chúc dì Tám lúc nào có sức khỏe, ráng vượt qua những cái này. Nghe vậy tôi cũng cảm ơn mấy chú hết nha, cũng có lòng tới đây giúp đỡ cho tôi. Vậy tôi cũng xin cảm ơn. Cảm ơn dì Tám rất nhiều, ráng vừa qua dì Tám ha. Rồi chúng con chào dì Tám.
Kính chào các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Thuần SD Official. Chúng tôi đang có mặt tại xã Tấn Mỹ, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Và được sự ủy nhiệm của anh Quốc Thuần có một chút món quà nhỏ để gửi tới các cô chú, các anh chị ở đây. Và phần quà gồm có nuôi, bún gạo, dầu ăn, nước tương, đường, bột ngọt. Và mỗi hộ là một bao gạo 50kg, cùng với mỗi hộ là 500.000. Số tiền tuy nhỏ tấu nhưng mà cái tấm lòng nói lên những người con xa xứ nhớ về quê hương Việt Nam. Và rất mong các anh chị khi xem những cái này thì sẽ trực tiếp liên hệ với anh Thuần nếu sẽ ủng hộ cho chúng tôi để chúng tôi tiếp tục đi các vùng miền có những người khó khăn. Và cũng xin lần nữa xin kính chào các anh chị. Và sau đây xin mời đại diện của các cô chú lên nhận những phần quà của anh Thuần gửi. Dạ, xin mời cô, mời chú ạ. Dạ, đây, con xin gửi. Và sau đây là dưỡng mời dưỡng 2. Dưỡng 2. Rồi. Đây. Rồi giờ dưỡng 2 cũng có vài lời để nói chuyện với lại anh em. Dạ, trước khi chú Thần đến đây cho quà cho tôi, chúng tôi không có biết lấy chi mà đền đáp. Vậy thì tôi cũng chúc cho chú Thần được nhiều sức khỏe và may mắn khá hơn nữa. Dạ, xin cảm ơn Dượng Hai rất nhiều. Dượng Hai đã gửi lời cảm ơn tới bạn Thuần của chúng ta. Và thôi, xin một lần nữa chúng tôi xin trân trọng kính chào và rất mong tấm lòng của hảo tâm của quý vị sẽ giúp đỡ, sẽ hướng về quê hương. Xin trân trọng kính chào.